Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi báo cáo lạm phát mới nhất làm gia tăng kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng bạc xanh giảm xuống. Giới phân tích dự báo thiếu đồng nhất về triển vọng giá vàng trong tuần tới khi Fed có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.387 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ tăng là 0,96%. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm đứng ở mức 104,32 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 68.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,20% trên một năm, còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm mạnh, giao dịch ở mức 76,44 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với mức giá đóng cửa trên thị trường vàng thế giới, sau khi quy đổi theo tỷ giá niêm yết ở ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 73,2 triệu đồng trên một lượng, như vậy là tăng mạnh tới 700.000 đồng trên lượng so với sáng ngày hôm qua. Theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược có khoảng 88% Fed hạ lãi suất 0,25% cho cuộc họp tháng 9. Ngoài ra, đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất cho tháng 11 và tháng 12, dao động quanh ngưỡng 60%. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm có lợi cho vàng. Một số nhà đầu tư lo ngại về việc nhu cầu vàng vật chất của Trung Quốc suy yếu gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu vàng ở Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã nhận được một cú hích khi mà nước này cắt giảm thuế nhập khẩu vàng trong tuần này. Ngoài ra, thì các quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng cũng đang có khuynh hướng mua dòng sau một thời gian dài liên tiếp bán dòng. SPDR Gold Trust tiếp tục mua dòng vàng trong tuần này với lượng mua dòng hơn 3 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 843 tấn vàng. Hai tuần trở lại đây, quỹ mua dòng khoảng 8 tấn vàng. Theo chiến lược gia trưởng Colin Szczynski của công ty SIA, Woman Argument dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Tôi cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell nói điều gì đó mềm mỏng sau cuộc họp của Fed và phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng bạc xanh có thể tụt giá và giá vàng tăng mạnh, theo vị chuyên gia này nói với trang Kiko News. Trái lại, nhà phân tích cấp cao Darren Newsom tại Bacha.com dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. Giá vàng lại giảm trong tuần này khiến tôi cho rằng tuần tới sẽ có một đợt bán nữa khiến giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp. Ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ của giá vàng giao tháng 12 đang ở ngưỡng 2.350 đô la Mỹ trên một ounce, theo vị chuyên gia này phát biểu. Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần tới là cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn gồm Mỹ, Nhật Bản và Anh. Trong đó, cuộc họp của Fed diễn ra trong 2 ngày, ngày 30 và ngày 31 tháng 7. Tiếp đó, vào ngày thứ 6, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 7. Một điểm dữ liệu quan trọng có thể chi phối đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC đến thời điểm này thì vẫn không có thay đổi về giá. Mặt hàng vàng nhẫn buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống tăng. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng nhẫn của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thời điểm này mua vào mức 75,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn buộc số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 75,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,10 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 75,88 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,08 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Nhẫn tròn buộc số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 75,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,05 triệu đồng trên một lượng,
tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn 24K PNG mua vào mức 75,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,09 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 240.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.091 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.461 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.730 đồng trên một đô la Mỹ, giảm nhẹ 10 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết. Được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Phú Quý SJC mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.850.000, bán ra 7.950.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. SJC Huế mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Cuối cùng là giá nhận phục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại vẫn duy trì đà tăng khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận phục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.550.000, bán ra 7.700.000. Nhận phục số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.550.000, bán ra 7.710.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.540.000, bán ra 7.650.000. Tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 7.374,3 nghìn, bán ra 7.574,3 nghìn, tăng 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 5.503,1 nghìn, bán ra 5.753,1 nghìn, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 4.225,4 nghìn, bán ra 4.475,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.955,4 nghìn, bán ra 3.205,4 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.588 nghìn, bán ra 7.708 nghìn, tăng 30.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Nhẫn 3 số 9 Mi Hồng mua vào 7.600.000, bán ra 7.700.000. Nhẫn tròn 4 số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7.580.000, bán ra 7.705.000. Nhẫn tròn 4 số 9 Phú Quý mua vào 7.575.000, bán ra 7.705.000. Nhẫn PNG mua vào 7.560.000, bán ra 7.706.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.